Thưa quý vị, bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết công an xã Việt Nam sắp được trang bị súng để dễ dàng đàn áp người dân. Lực lượng công an xã Việt Nam sẽ được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trang bị vũ khí và nhiều loại công cụ để dễ dàng hơn trong việc trấn áp người dân. Truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin kể từ ngày 1 tháng 7, công an xã, phường, thị trấn ở khắp Việt Nam sẽ được trang bị súng theo quy định của nhà nước về trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vừa mới được Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thông qua. Mặc dù đưa ra dự thảo để lấy ý kiến và nhận được nhiều phản đối, song thông tư này vẫn được thông qua và áp dụng thi hành từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dư cưu điện, bình xịt hơi cay, găng tay và áo giáp. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Văn Đài tới Berlin nhận giải nhân quyền. Lễ trao giải diễn ra tại Berlin vào ngày 13 tháng 6. Giải được trao 2 năm một lần nhằm tôn vinh các thẩm phán, công tố viên, luật sư trên toàn thế giới, những người hành nghề luật trong hoàn cảnh chính trị khó khăn, thách thức đàn áp và có những đóng góp trong việc thực thi quyền con người. Thưa quý vị, tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đài được ông Jens Krisa, Chủ tịch Liên đoàn Thẩm phán người Đức và bà Geert Jensen, Chủ tịch Ủy ban quyền con người của Đức, Quốc hội Đức trao giải. Ông Đài là người Việt Nam đầu tiên được giải này. Nói về lần này tới Đức sau khi ra khỏi nhà tù, ông Đài cho biết, ông đến đây không phải để yêu cầu cuộc sống riêng cho bản thân, mà là tìm kiếm cơ hội để đấu tranh cho những người bạn, những người như ông bị giam giữ trong nhà tù và đang chạy trốn trên khắp đất nước. Giải thưởng cho năm 2017 được công bố hồi tháng 4 năm ngoái, khi ông Đài vẫn đang bị tạm giam và bị khởi tố với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tập đoàn Vingroup sắp sản xuất ra điện thoại. Tập đoàn Vingroup của Việt Nam đang có những phát triển trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện thoại thông minh. Kỳ vọng này sẽ mang đến những thay đổi lớn trên thị trường trong nước Việt Nam, vốn được thống trị bởi những tập đoàn công nghệ nước ngoài như là Apple, Samsung. Vào ngày 12 tháng 6, tập đoàn Vingroup cho biết đã thành lập công ty Vinsmart Corporation với số vốn đăng ký là 3.000 tỷ đồng để sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử thông minh khác với thương hiệu là Vinsmart. Nhà máy sản xuất điện thoại thông minh Vinsmart sẽ được đầu tư xây dựng tại tổ hợp sản xuất xe VinFast ở khu vực Tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, theo tiêu chuẩn quốc tế. Truyền thông Việt Nam cho biết Vingroup đang làm việc với các công ty tư vấn hàng đầu thế giới để thuê tư vấn thiết kế, tìm kiếm các chuyên gia để sản xuất điện thoại. Bản tin Người Việt hải ngoại cho hay, biểu tình và văn nghệ đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại thành phố San Jose. Chiều ngày 12 tháng 6, lúc 6 giờ chiều tại trung tâm thương mại của người Việt tị nạn cộng sản, Grand Century Mall thuộc thành phố San Jose, đã diễn ra một cuộc biểu tình và chương trình văn nghệ đấu tranh ủng hộ và yểm trợ tinh thần yêu nước cho những người dân tại Việt Nam, phản đối việc chính sách cộng sản Việt Nam sắp ban hành luật cho thuê đất được gọi là đặc khu kinh tế lên đến 99 năm và luật an ninh mạng vừa mới được thông qua. Buổi biểu tình và chương trình văn nghệ đấu tranh tại khu thương mại Grand Century Mall trong thành phố San Jose do các hội, đoàn và các tổ chức của người Việt tị nạn cộng sản kết hợp tổ chức đã quy tụ đông đảo đồng hương từ khắp nơi đến tham dự để nêu cao tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, phản đối việc cho thuê đất của chính phủ Cộng sản Việt Nam là hành động gián tiếp bán nước cho Trung Cộng và luật an ninh mạng là hình thức kìm kẹp cũng như kiểm soát tiếng nói của người dân trong nước ngày càng khắt khe hơn và là hành vi vi phạm tự do ngôn luận của công chúng ngày càng trầm trọng hơn. Buổi biểu tình và chương trình văn nghệ đấu tranh tại Grand Century Mall ở thành phố San Jose kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Thưa quý vị, bản tin giải trí nối tiếp cho biết ngày John Travolta đã được thiết lập tại Brooklyn. John Travolta đã trở lại Brooklyn, New York vào thứ Ba ngày 12 tháng 6 để được vinh danh một cách đặc biệt. Thượng nghị sĩ bang New York là Marty Golden tuyên bố ngày John Travolta Day khi diễn viên quay trở lại Lenny's Pizza, nơi mà bộ phim vào năm 1977 của ông Saturday Night Fever đã được ghi hình. Travolta đã có buổi nói chuyện ngắn gọn với đám đông trước khi ăn một miếng pizza và nhảy trên nền nhạc của bộ phim. Diễn viên Travolta xuất hiện cùng với vợ của ông, nữ diễn viên Kelly Preston và nhà diễn viên của bộ phim mới của ông là Gordy. Phim sẽ được phát hành tại các rạp ở Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 6. Và thưa quý vị, Kevin Costner trở lại trong bộ phim Yellowstone. Kevin Costner, người đoạt giải Oscar, đã xuất hiện Los Angeles vào ngày thứ Hai 11 tháng 6 cho buổi chiếu ra mắt bộ phim Yellowstone, một bộ phim truyền hình sắp được ra mắt của hãng Paramount Pictures với nội dung về các chủ đất ở miền Tây Hoa Kỳ.
Yellowstone được viết và đạo diễn bởi nhà biên kịch Taylor Sheridan, người đã được đề cử giải Oscar của phim Sicario và Hell or High Water. Bộ phim Yellowstone đánh dấu sự trở lại của Costner trên truyền hình sau một năm gián đoạn sau lần nhận giải Emmy và Hatfield. Kevin Costner cho biết ông quyết định tham gia bộ phim sau khi đọc kịch bản của bộ phim này. Phim cũng có sự tham gia của Wes Bentley và Kelly Reilly. Phim sẽ được ra mắt vào ngày 20 tháng 6 trên hệ thống truyền hình Paramount. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Tin Tức News Tonight trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.